Hôm nay 14 tháng 9 mà tôi tưởng 14 tháng 2 mấy má ơi, bộ nhà văn nổi tiếng Thượng Hải Hứa Ấu Di nhập hay gì mà nam nam viết bài văn dài 140 từ bày tỏ tình cảm. Rồi cô em cũng đáp lại tấn chân tình của người chị em xã hội chủ nghĩa hết sức chân thành không kém. Chúng ta cùng xem, sau đây là bài văn của nam nam. Khuôn mặt của Annie rất độc đáo, có thể dùng ánh trăng để miêu tả rằng khuôn mặt em ấy luôn lán mịn dịu dàng. Và khuôn mặt sáng bừng rạng rỡ đến mức so với mặt trời cũng không sánh bằng. Nếu nói Galaxy nóng bỏng thì em ấy chính là lý tưởng của cả thế giới. Làm sao có thể sống mỗi ngày với khuôn mặt xinh đẹp đó đây? Tôi thật sự muốn sống trải nghiệm một lần như vậy, có ai như em còn đẹp hơn bước ra từ truyện tranh. Cho dù em ấy có rớt xuống bể phốt cũng đừng tắm nghen như vậy, em ấy mới có thể thành bảo bối thối của tôi. Nói vậy chứ không phải tôi, mà ai nhận được thì nhớ gửi bản sao đáp lại nha. Hàm thấy nam tách bay vô cũng đáp lại. Chị cũng là người dễ thương độc nhất vô nhị trong vũ trụ này, dễ thương từ trong ra ngoài. Trên thế giới này có hai loại con gái là đáng yêu nhất, một là xinh đẹp, loại kia là thông minh, và chị là một cô gái vừa thông minh vừa xinh đẹp, có một không hai và không thể nói hết thành lời. Nếu chị là ngày hạ chí thì đó là ngày đẹp nhất, dài nhất mà em từng thấy. Rồi chị thấy em vậy đủ chân thành chưa? Nam Nam cũng comment, chị đúng là vừa thông minh vừa xinh đẹp. Cười mặt ngầu đồ, xong Nam Nam còn đú chen đăng TikTok, công nhận hai người này là vừa bán cơm chó, kiêm bán muối hay gì, ai đu cũng được phát cho ăn thổn mặt, với mặn chát. Quay ngược thời gian về lại với sáng nay, thiệt tôi không kịp với hai má luôn á. Cảm giác, cách mấy tiếng mà không update là thành người tối cổ liền. Sáng này, hàm update trên Luzu, mở đầu ngày rông bão bằng làm bánh thôi. Thiệt đúng là lão công hiếm có khó tìm nha, vừa xinh lại vừa soái, cao giáo, ôn nhu biết làm bánh đồ, lại biết đan vá, có tiền, còn biết cả võ. Thôi cô Nam đợt này trúng số rồi. Có ai đảm đang như hàm không, còn nhớ sinh nhật Nam, hàm tặng cái vòng tay không, nó đây, còn bật nhạc cho đi đồ. Rồi nhớ cái nón len này hong, nay thấy nam đội rồi không biết phải hàm có tặng hong, mặc dù nhìn cũng không giống lắm, thôi kệ, giả bộ là vậy đi. À cái hình này, có thể là do tự nhiên hai đứa chơi núp lùm, chui vô rèm nên nam bị mũi cắn nha mi má. Rồi cái này chọc cười hay liếc mắt đưa tình, nam ơi, chọt lét gì ngay bưởi của người ta vậy? Rồi nhìn người ta xong nuốt nước bọt là có ý gì? Cơm chó tạm thời nhiêu đây nha. À giờ tôi mới biết lý do fan chung hay ghét hình hai đứa phông nền đỏ rồi. Khi nào hai người đi đăng ký kết hôn sẽ được chụp hình phông đỏ.